ông Donald Trump tuyên bố đánh bại bà Harris dễ hơn ông Biden. Ông Trump cho rằng bà Harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử và dồn ủng hộ cho phó tướng. Trong cuộc điện đàm với CNN chỉ vài phút sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố xưng tranh cử hôm 21 tháng 7, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Biden sẽ đi vào lịch sử với tư cách là Tổng thống tồi tệ nhất của nước Mỹ đề cập đến việc ông Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn so với ông Biden. Joe Biden gian trá không đủ sức để tranh cử và chắc chắn không thể phụng sự đất nước. Chúng ta đã phải gánh chịu nhiều hậu quả trong nhiệm kỳ của ông ấy, nhưng sẽ phải nhanh chóng khắc phục mọi tổn hại. Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump cùng ngài viết trên mạng xã hội Chosso. Hàng loạt thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa cũng ra tuyên bố kêu gọi ông Biden từ bỏ cả vị trí tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa, ra thông cáo cho rằng ông Biden cần tư chức ngài lập tức vì không đủ sức khỏe đảm nhận công việc. LLC Stefanik, quan chức quyền lực số 3 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đưa ra thông điệp tương tự. Nếu không thể tiếp tục tranh cử, Joe Biden cũng không được sức khỏe và năng lực để tiếp tục làm tổng thống Mỹ, ông ấy phải từ chức ngay. Thượng nghị sĩ Steph Daniels Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ và ứng viên Phó Tổng thống j Vance cũng kêu gọi ông Biden từ chức. Ông Biden 81 tuổi tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử tổng thống vì lợi ích cao nhất của đất nước và sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ. Trong bài đăng trên X gửi tới các thành viên Đảng Dân chủ sau đó, ông Biden thông báo sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris, 59 tuổi, làm ứng viên đại diện của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ của một tổng thống Mỹ đương nhiệm quyết định không tái tranh cử. Lần gần nhất là tổng thống Lyndon Johnson, người rút lui khỏi chiến dịch vào năm 1968. Tổng thống Biden trong tháng qua đã chịu sức ép khổng lồ từ nội bộ của Đảng Dân chủ sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với cựu tổng thống Donald Trump. 35 nghị sĩ dân chủ đã công khai đề nghị ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng để nhường cơ hội cho người trẻ hơn.